Trong tập trước, Hàn Lập tại ngoại hải chuyên sử dụng vệ kim trùng để săn giết yêu thú, giết người cướp của, khiến người đời kinh hãi, đặt cho một biệt danh là trùng ma. Trong lúc đó, cực âm tổ sư vì quá nhớ thương người đồ đệ hụt của mình là Hàn Lập, hay nói đúng hơn là nhớ hư thiên đình trên người hắn, mà lão lặn lội thân già đến tận Kỳ Uyên Đảo, hy vọng sớm có thể gặp lại Hàn Lập để ôn chuyện xưa. Mọi người cùng theo dõi những diễn biến của tập sau nha. Sương mù nơi này thật sự nồng đậm, nói không chừng chúng ta ở chỗ này có thể trốn được sự truy đuổi của tên đó cũng nên. Một thanh niên tráng kiện khoảng 20 tuổi vừa tiến vào trong vụ hải, vừa mừng vừa sợ nói, đừng vọng tưởng, mặc dù không biết đối phương dùng biện pháp nào, có thể theo sát chúng ta hay không, nhưng chút sương mù này sao có thể giấu giếm chứ. Mọi người chú ý một chút, xem phía dưới có đá ngầm gì đó để nghỉ chân hay không, rồi sau đó ngồi xuống hồi phục pháp lực, như vậy tốc độ hồi phục pháp lực sẽ nhanh hơn chút. Trung niên tu sĩ bác bỏ không chút khách khí, làm cho trên mặt thanh niên tráng kiện hơi đỏ lên, dẫn đầu phóng xuống phía dưới, còn mấy người khác cũng không chậm chạp đã bám sát theo hắn. Ô, trong này có một hòn đảo. Một lát sau thiếu nữ kinh ngạc hô lên, không cần nữ nhân này nhắc nhở, mấy người khác cũng đều thấy rõ dưới màn sương mù dày đặc ở đây là một hòn đảo nhỏ, cho nên không khỏi chăm chú nhìn xuống. Nơi này sẽ không có yêu thú gì khác chứ? Một nữ tử tướng mạo bình thường mặc váy lam có chút sợ hãi nói, hẳn là sẽ không có chuyện gì xảo hợp như vậy, huống chi chúng ta cũng bất chấp, nhanh lên một chút đến trên đảo hồi phục chút pháp lực đi. Trung niên nhân bắt đầu cũng có chút do dự, nhưng sau đó đã bình tĩnh lại, quyết định đi xuống. Những người khác thấy vậy nên cũng không nói thêm gì nữa, đồng loạt nhẹ nhàng hạ xuống đảo nhỏ. Nơi nào hình như linh khí không tệ, chúng ta đến chỗ nào đó ngồi xuống đi. Người trung niên hai chân vừa rơi xuống đất, nhân tiện thả ra thần thức để cảm ứng một chút tình huống trên đảo, sau đó vui mừng lẫn sợ hãi chỉ tay nói, chỗ hắn chỉ đúng là một ngọn núi nhỏ duy nhất trên hòn đảo. Những nam nữ này vừa nghe lời ấy tinh thần không khỏi rung lên. Sau đó trung niên tu sĩ không nói lời thứ hai mà dẫn đầu bay đi, bốn gã tu sĩ khác cũng vội vàng theo sau. Hôm nay có thể khôi phục một ít pháp lực, cũng có thể để cho bọn họ tránh được một kiếp, cho nên họ sẽ không tự buông tha cho nơi nhiều linh khí khó có được thế này. Chốc lát sau, mấy người đi tới một hòn tiểu sơn xanh biếc, tùy ý tìm một khối đá cao, hai tay nắm một khối linh thạch. Lúc này họ không thể chờ đợi được nữa mà khoanh chân ngồi xuống, thu nạp linh khí nồng đậm bên ngoài. Ngoài việc có chút vị mạn từ biển thổi vào, luồn qua ngọn núi, phụ cận yên tĩnh không tiếng động nào. Điều này làm mấy người trên núi càng khoan khoái, lớn mật nhắm mắt tiến vào trạng thái nhập định. Thời gian qua quá nhanh, một lúc lâu sau, mấy người đã phục hơn phân nửa pháp lực, sắc mặt thoạt nhìn cũng đỡ hơn rất nhiều. Trung niên tu sĩ mở hai mắt, nhìn mấy tên nam nữ một chút rồi không chần chờ nói, đi thôi, không thể tiếp tục chần chờ nữa. Những thứ kia phòng trừng cũng nhanh chóng đuổi tới rồi nói xong, hắn dẫn đầu đứng lên. Trong lòng nam nữ tu sĩ luyện khí kỳ này không muốn, tuy nhiên cũng không dám chần chờ tiếp tục ngồi ở đây nữa. Họ lấy pháp khí ra, bộ dáng như muốn cùng bay lên. Nhưng đúng lúc này, bầu trời phía trên đảo nhỏ đột nhiên nổi lên những âm thanh lớn, tiếp theo phần lớn sương mù màu trắng sữa bỗng quay cuồng. Không hay, sắc mặt trung niên tu sĩ nhất thời đại biến. Nam nữ tu sĩ khác lại càng kinh sợ hơn, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Trong bầu trời đầy sương mù, bất chợt bay ra mười mấy quái điểu màu lam thật lớn. Mấy quái điểu này hình thể dài khoảng một trượng, trên đầu có màu đỏ, mỏ nhọn móng sắc, cả người phát tán ra thanh quang nhàn nhạt, bộ dáng cực kỳ hung ác, xấu xí. Chúng nó vừa xuất hiện cũng không lập tức đánh về phía hòn đảo nhỏ phía dưới, mà là bay nhanh trên không rồi bay tản ra tứ phía xung quanh, nhanh chóng ngăn chặn đường thoát thân của các tu sĩ. Xem bộ dáng này thì có vẻ cực kỳ am hiểu cách phối hợp. Trung niên tu sĩ nhìn thấy vậy, trái tim lại càng trầm xuống, chạy, nhanh đến mảng rừng cây kia, chờ có cơ hội thì tự mà chạy trốn. Hắn chắc chắn cũng có chút kinh nghiệm đối phó với yêu thú giống chim như thế này, cho nên lập tức bắt những người khác cấp tốc chạy về phía rừng cây bên cạnh. Các nam nữ tu sĩ như gà con lạc mẹ, cũng không có ý kiến gì khác, đồng loạt phóng về phía đó. Quái điểu thiên sơn này cũng phát ra một tiếng rú, âm thanh đếp tai, lấy mấy người này làm trung tâm, đồng loạt quây tụ lại. Nhìn thấy yêu điểu hành động như vậy, thần sắc vài tên nam nữ lại càng sợ hãi, tốc độ chạy trốn càng nhanh hơn. Trong chớp mắt đã tới bầu trời phía trên rừng cây, đột nhiên lao thẳng xuống phía dưới. Thế nhưng lúc này một màn ngoài ý muốn lại xuất hiện. Năm người mới vừa bay đến gần rừng cây ba trượng thì đột nhiên một mảng xanh biếc sáng mờ nhấp nhoáng nổi lên, chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời. Sau một trận đầu váng mắt hoa, mấy người đột nhiên phát hiện cảnh vật trước mắt đã đại biến. Vốn rừng cây không thấy nữa mà trước mắt đã là một khu núi non cực kỳ xa lạ. Hơn nữa linh khí nồng đậm kinh người đập vào mặt bọn họ. Đây là ảo trận. Nữ nhân mặc cẩm y màu lam cũng là nữ tu sĩ dễ nhìn nhất trong ba nữ nhân kinh ngạc hô lên. Chẳng lẽ nơi đây còn có đồng đạo nào khác ở đây sao? Thanh niên tráng kiện thì cực kỳ vui mừng lẫn sợ hãi nói. Có thể, bất kể nói như thế nào, đây cũng là một cơ hội giữ mạng của chúng ta. Hy vọng ảo trận này có thể che mắt được ưng diên thú. Người trung niên cũng cảm thấy ngoài ý muốn, thấp giọng thì thào nói. Nghe lời này, ánh mắt những người khác không khỏi đều nhìn hướng về phía bầu trời của ảo trận. Lúc này,
lũ ác điểu đang bay vòng vòng tại không trung bỗng mất đi mục tiêu, cho nên cũng náo động hết cả. Nhưng dù kêu thét điên cuồng như vậy, chúng vẫn không thay đổi phương hướng, chậm rãi hạ xuống phía dưới. Không được, xem bộ dáng ưng diên thú dường như chúng không bị ảo giác này ảnh hưởng, chắc chắn sẽ nhanh chóng đánh xuống phía núi non. Nơi này có khí tức của cấm chế, nói không chừng thật sự có đạo hữu khác ở nơi nào đó. Trung niên tu sĩ nghiêm mặt nói, lượn quang chợt lóe, liền nhanh chóng bay về phía trước. Mấy người còn lại liếc về phía sau một cái rồi cũng nhanh chóng phóng đi. Nhưng mấy người mới vừa bay được một khoảng ngắn thì đã có một tầng bạch sắc quang mang xuất hiện ngăn trở đường đi. Nhìn thấy cảnh này, trung niên tu sĩ lại không kinh sợ mà còn lấy làm vui mừng. Hắn lập tức lật tay, một truyền âm phù đã xuất hiện trong lòng bàn tay. Tiếp theo, miệng nói lẩm bẩm, rồi vươn tay, miếng phù này đã hóa thành một đạo hỏa quang, trong nháy mắt đã mất dạng phía sau màn ánh sáng. Những người khác thì kinh hoàng nhìn màn ánh sáng này, không dám mở miệng nói một câu nào. Một lát sau, mười mấy con quái điểu rút cục tiến vào ảo trận, phát hiện mục tiêu, chúng không chút khách khí từ bốn phương tám hướng tấn công tới mấy người này một cách điên cuồng. Dưới hai cánh vẫy động, mơ hồ còn phát ra thanh quang chói mắt. Sắc mặt trung niên nhân tu sĩ trầm xuống, hắn liếc mắt một cái về phía màn ánh sáng, cắn răng thấp giọng phân phó vài câu. Vẻ mặt những người khác đều khó coi, thế nhưng đều nâng tay phóng ra các loại quang mang, xuất hiện các loại pháp khí của mình chuẩn bị cho trận đấu. Mắt thấy lũ ưng diên thú bay đến phía trên đầu mấy người đang sắp nhanh chóng hạ xuống xé xác bọn họ thì chuyện lạ đã phát sinh. Từ trong màn ánh sáng bạc kia lại đột nhiên vùn vụt phóng ra hơn trăm cột ánh sáng, mặc dù chỉ bằng ngón tay nhưng lại sắc bén vô cùng. Chỉ chốc lát đã đánh tới lũ ưng diên thú đang phóng tới, khiến tất cả chúng đều bị xuyên thủng thành vô số lỗ sỗng. Nhất thời âm thanh phù phù liên tiếp vang lên, những yêu thú này thậm chí còn không kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết, mất mạng ngay tức khắc, thân thể nhanh chóng rơi xuống mặt đất. Đây là... Kể cả trung niên tu sĩ và những người khác nhất thời đều mừng rỡ như điên, không khỏi quay đầu lại nhìn về màn ánh sáng. Kết quả là đầu tiên họ bị hù dọa đến giật này, sau đó là ngẩn ngơ. Chỉ thấy phía trong màn ánh sáng xuất hiện 10 cự viên thân hình cao lớn. Vừa nhìn thấy vậy, mấy người này còn tưởng rằng đấy là yêu thú hiện thân, tự nhiên trong lòng rét lạnh. Nhưng sau đó bọn họ lại cảm giác được sự bất thường, tiếp tục cẩn thận xem xét một lần nữa mới phát hiện đám cự viên này có tóc đen phát sáng. Đúng là một cơ quan khôi lỗi mà thôi. Mà đám cự viên khôi lỗi này đều có hình dạng hai tay hướng phía trước, hiển nhiên vừa rồi cột sáng hẳn là từ tay chúng phóng ra. Lúc đó mọi người mới thật sự mừng rỡ. Sau đó, đám cự viên này vô thanh vô tức buông tay xuống, tiếp theo bỗng nhoáng lên, mấy bóng khôi lỗi liền biến mất chẳng thấy đâu nữa. Bọn họ thật sự nghi hoặc không thôi, màn sáng trước mặt nháy nháy vài cái rồi tự động hé ra một lối rộng khoảng một trượng. Nhìn thấy cảnh này, bọn họ lại càng hai mắt nhìn nhau. Tại hạ hiện đang bế quan, không tiện đứng dậy đón chào, mấy vị đạo hữu có thể tiến vào. Lối nhỏ này chỉ tồn tại chốc lát, sau đó sẽ tự đóng lại đó. Một thanh âm nam nhân không chút vội vàng từ bên trong truyền ra, nhưng thấy lời nói đó, hiển nhiên chủ nhân của trận pháp dường như không có ý định gặp mặt bọn họ. Đa tạ ân cứu mạng của tiền bối, nếu đám yêu điều đó đã bị diệt, bọn ta tạm thời nghỉ ngơi ở đây một chút, cũng không dám quấy rầy việc tu luyện của tiền bối nữa. Trung niên tu sĩ mặc dù cảm giác được đối phương không có ác ý, nhưng sao dám tiến vào trận pháp của người ta khi không biết đối phương thế nào. Vì thế không thể làm gì khác hơn là mạo hiểm khiến đối phương không hài lòng, nói vài câu khó nghe chút, hắc hắc, xem bộ dáng rất cẩn thận. Nhưng nếu như vậy, các người rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tại sao lại bị một đám yêu thú cấp 2 này đuổi giết như vậy? Nam tử phát ra một trận cười khẽ, bộ dáng không thèm để ý chút nào, nhưng phía sau lời nói, tựa hồ lại mang theo một chút ý tò mò. Sắc mặt trung niên tu sĩ lúc này mới buông lòng một chút, vội vàng cung kính trả lời, ta là đệ tử của Thanh Linh Môn, bởi vì lần này ra biển hái chút linh dược. Kết quả thật sự không thể nghĩ đến đã bị đám ưng diên thú chú ý, cuối cùng dọc theo đường đi bị chúng nó đuổi giết. Nếu không phải có tiền bối ra tay cứu giúp thì thật sự đám vãn bối đã lành ít dữ nhiều rồi. Sau khi lời cảm tạ của trung niên ra khỏi miệng, nam tử cũng không tỏ vẻ gì, chỉ là nhẹ một tiếng rồi sau đó cũng yên lặng không tiếng động. Điều này khiến tu sĩ cũng cảm thấy chút bất an hơn. Cho dù tâm tình trung niên tu sĩ bất an, thế nhưng cũng không dám vì vậy mà rời khỏi nơi đây. Nhân tiện cũng nhắc mọi người bình tĩnh một chút. Thanh Linh Môn các ngươi lúc đi có mấy người? Vì sao không có sự dẫn dắt của sư môn trưởng bối? Chẳng lẽ không biết, chỉ bằng tu vi của các ngươi mà ra biển thì thuần túy chính là tìm đường chết mà thôi. Cho dù không có tu sĩ kết đan kỳ, thì ít nhất cũng phải có mấy tên trúc cơ kỳ chứ. Như vậy cũng không tới mức bị yêu thú cấp 2 đuổi giết. Trầm mặc trong chốc lát, bên trong trận pháp lại truyền đến âm thanh lạnh lùng của nam nhân. Sau khi nghe nam nhân nói, đầu tiên trung niên tu sĩ ngẩn ra, nhưng chần chừ trong chốc lát rồi hắn lại lộ ra nụ cười khổ. Tiền bối, Thanh Linh Môn chúng ta chính là một môn phái nhỏ. Trước kia mặc dù cũng có một vị trưởng lão kết đan kỳ, nhưng hơn 20 năm trước đã mất mạng trong thú triều. Trong môn hiện giờ ngay cả tu sĩ trúc cơ kỳ cũng không có mấy người. Trung niên tu sĩ có chút chần chừ rồi nói. Nói ra lời này, trung niên nhân cũng lo lắng liệu có phải đối phương muốn dò xét chi tiết của môn phái bọn họ,
sau đó sẽ không có ý tốt gì với họ, nhưng sau đó lại nghĩ đến tu vi kinh người của người này. Nếu muốn ra tay tiêu diệt bọn họ, chỉ cần xuất động đám khôi lỗi này, thật sự căn bản không cần cố sức làm ơn như vậy. Mà nếu dùng lời lấp liếm, che che đậy đậy khiến hắn bị chọc tức thì đây mới là tự tìm đường chết. Vì thế trung niên mới đè nén tâm tình, mạo hiểm nói ra thực tình của môn phái. Hắn cũng không tin môn phái tan nát của mình còn có đồ vật gì khiến người ta nhòm ngó. Thú triều, việc này phát sinh từ năm nào, có liên quan với yêu thú sao? Trong thanh âm nam tử đã có chút hỗn loạn mang theo vẻ kinh ngạc. Nhưng nghe lời hỏi này, tâm lý trung niên tu sĩ lại càng cả kinh. Những nam nữ trẻ tuổi kia lại càng hiện ra thần sắc ngạc nhiên. Tiền bối không biết thú triều, xem ra tiền bối ở đây tiềm tu rất nhiều năm tháng, căn bản cũng không biết tình hình bên ngoài. Trung niên tu sĩ thở dài, sau đó khẽ thì thào nói, nghe khẩu khí của ngươi hình như bên ngoài không tốt cho lắm thì phải. Nam tử có chút hứng thú, mặc dù thanh âm vẫn rất lãnh đạm, nhưng trong lời nói lại mang theo một tia tò mò. Thế nhưng tu sĩ trung niên lại không nói gì. Tình huống bên ngoài, chẳng lẽ chỉ dùng từ không tốt là có thể hình dung sao? Xem ra đối phương thật sự là một lão quái vật bế quan chẳng biết đã bao lâu rồi, nếu không như thế nào cả đại sự phát sinh 20 năm trước cũng không biết. Chỉ là như vậy thì hắn cũng càng yên tâm hơn. Lấy tu vi thân phận của đối phương thì với mấy tiểu bối bọn họ sẽ chẳng thèm ra tay, trên người bọn họ có thể có cái gì khiến đối phương coi trọng chứ? Nghĩ tới đây, thần sắc trung niên tu sĩ càng cung kính hơn vài phần, trả lời, tiền bối, thú triều là chuyện của hơn 20 năm trước, lúc ấy vãn bối vẫn là tu sĩ luyện khí kỳ, mặc dù chưa tận mắt nhìn thấy, nhưng lại nghe trưởng bối trong môn phái nói qua một chút. Nghe nói, lúc ấy trong Thâm Uyên Hải vực có hơn vạn yêu thú vào một ngày đã không chút dấu hiệu mà điên cuồng tiến ra, sau đó một hơi lao thẳng tới Kỳ Uyên đảo, bao vây Hắc Thạch thành lại, rồi không ngừng điên cuồng tấn công. Mặc dù trên đảo có đại trận phòng hộ, còn có mấy ngàn tu sĩ cùng một số tiền bối nguyên anh kỳ tọa trấn, nhưng sau đó vẫn bị yêu thú công phá. Ngoài một số tu sĩ có thể thừa dịp loạn lạc bỏ chạy thoát khỏi một kiếp nạn, còn lại mọi người dù là phàm nhân hay tu sĩ đều chết tại đó. Trung niên tu sĩ nói, trên mặt hiện ra vẻ buồn bã. Có chuyện như vậy sao? Sau đó thế nào? Yêu thú có lui về Thâm Uyên không? Thanh âm nam tử lộ ra vẻ khiếp sợ, nhưng sau đó lại nhanh chóng khôi phục giọng điệu lạnh lùng như trước. Nếu lui về Thâm Uyên thì đã tốt rồi. Sau khi yêu thú biến Hắc Thạch thành hóa thành một đống đổ nát, lại bắt đầu chia ra, dưới sự thống lĩnh của một số yêu thú cấp cao bắt đầu càn quét những thôn trấn khác. Mặc dù trước đó phần lớn đã biết tin, người dân ở các thôn trấn này đã sớm bỏ nhà cửa, ẩn nấp xung quanh, nhưng cũng vẫn có không ít phàm nhân và tu sĩ bị hạ độc thủ. Kết quả không đến nửa năm, tất cả hải vực xung quanh Kỳ Uyên đảo đều không còn bất cứ thôn trấn con người nào tồn tại, tất cả đều bị hủy diệt sạch sẽ. Chỉ là như thế còn chưa hết, bầy yêu thú này mặc dù phần lớn quay về Thâm Uyên, nhưng lại có một ít yêu thú trí tuệ cao bắt đầu truy tìm những người ẩn núp, toàn bộ bị chúng ăn hết. Nghe nói không bao lâu, con người xung quanh hải vực đó gần như không còn, tu sĩ lại tổn thất quá nửa. May mắn còn sống chỉ có thể rời xa hải vực xung quanh Kỳ Uyên đảo, tìm một nơi hẻo lánh nào đó mà giữ mạng, trốn đông trốn tây. Hôm nay Kỳ Uyên đảo đã thành nơi tụ tập của yêu thú cấp cao, chỉ cần biết tin tức nhân loại nào thì chúng sẽ lập tức tiêu diệt những tu sĩ đó. Thần sắc trung niên bắt đầu trở nên bi thống. Mà lúc này, thanh âm của nam tử thần bí cũng một hồi lâu không truyền đến, có vẻ như cũng bị tin tức này gây khiếp sợ không nhẹ, dường như đang cố gắng tiêu hóa tin tức này. Hắc hắc, thật buồn cười. Nói như vậy, tại ngoại tinh hải này thì tu sĩ chúng ta ngược lại giống yêu thú lúc trước, thành vai diễn bị săn giết rồi. Nam tử cười lạnh một tiếng, rốt cục lại mở miệng, chỉ là trong lời nói chứa ý tứ châm chọc làm cho đám tu sĩ ngạc nhiên. Có điều hình như nam tử không muốn nói thêm gì, tiếp theo lại hỏi thêm về vấn đề, Kỳ Uyên đảo có vài lão quái vật nguyên anh kỳ tọa trấn, bọn họ không có khả năng cũng tiêu đời bởi lũ yêu thú này, vì sao bây giờ không chủ trì đại cục? Còn nữa, Kỳ Uyên đảo đã xảy ra biến động lớn như vậy, chẳng lẽ nội tinh hải không có phản ứng gì sao? Chẳng lẽ họ không phái viện binh tới? Hay là nơi này đã hoàn toàn bị đám gia hỏa nội tinh hải vứt bỏ? Mấy vấn đề này cái nào cũng sắc bén, mỗi cái đều như châm điểm đúng huyệt vậy, cho dù trung niên tu sĩ có biết nhưng lại không có cách trả lời. Vì vậy sau hồi đấu tranh tư tưởng hắn mới cẩn thận trả lời, nghe nói thú triều năm đó có hai vị tiền bối nguyên anh kỳ qua đời, nhưng đại bộ phận các lão tiền bối vẫn là trốn ra được. Mặc dù từ đó về sau không có tin tức về các vị tiền bối này nữa, nhưng theo một số lời đồn thì các tiền bối này đang chuẩn bị một kế hoạch quay lại chiếm Kỳ Uyên đảo với quy mô lớn, chỉ là nội dung cụ thể thì vãn bối không biết thế nào. Mà về phương diện nội tinh hải, từ ngày phát sinh thú triều lại hoàn toàn bị cắt đứt tin tức, cũng không ai biết tình hình cụ thể bên kia thế nào. Về phần viện binh lại càng không thấy, có lẽ đúng như lời tiền bối nói, nơi này đã bị nội tinh hải bên kia từ bỏ rồi. Sau khi nói xong câu cuối cùng, sắc mặt trung niên tu sĩ lộ ra vẻ âm trầm. Xem ra đối với sự mặc kệ không hỏi của nội tinh hải, những tu sĩ đã kinh nghiệm may mắn tồn tại qua thú triều bất trì bất giác đều có ý oán hận. Mà nam tử lại trầm lặng một chút, một lát sau mới lo lắng hỏi, đã nguy hiểm như vậy, tiểu bối các ngươi không ở nhà ẩn nấp cho kỹ,
lại mạo muội chạy đến đây, chẳng lẽ muốn tự sát sao? Nghe lời nam tử này, trung niên tu sĩ lộ ra ánh mắt sầu khổ, nhưng chưa chờ hắn mở miệng giải thích, một thiếu nữ áo vàng nãy giờ vẫn thành thật đứng ở phía sau trung niên thần sắc bất định, đột nhiên bước một bước tiến lên. Tiền bối, gia phụ bởi vì tu luyện công pháp không cẩn thận, làm cho chân nguyên nghịch chuyển kinh mạch bị loạn, hôm nay tê liệt không dậy nổi, tiền bối thần thông rộng lớn, nhất định có biện pháp để cứu gia phụ. Nếu tiền bối có thể cứu giúp gia phụ, vãn bối tình nguyện làm trâu làm ngựa để báo lại đại ân của cho tiền bối. Cô gái cười mà trên mặt đầy vẻ cầu khẩn khổ đau, một đôi mắt to hắc bạch rõ ràng đã long lanh nước mắt, bộ dáng rưng rưng muốn khóc. Vài tên nam nữ khác nghe nói thế đều là thất kinh, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Chỉ có vị trung niên tu sĩ nghe thấy, ngược lại trong lòng vừa động, nhưng ngoài miệng cũng không khỏi khiển trách: Hạnh Nhi, ngươi đang nói hồ đồ gì thế? Sư huynh sớm đã liệt giường nhiều năm, căn bản không ai có thể chữa trị. Lần này ra ngoài là để tìm một ít linh dược trở về, cũng chỉ là để giảm bớt sự thống khổ trên người sư huynh mà thôi. Tiền bối chính là pháp lực thông huyền, nhưng cũng không có cách nào chữa trị. Trung niên tu sĩ mặc dù nói không có chút lưu tình nào, nhưng trên mặt lại mơ hồ mang theo một tia thần sắc khác thường. Chân nguyên nghịch chuyển, kinh mạch thác loạn, xem ra tên gia hỏa này vọng tưởng hư danh, khẳng định tu vi không đủ nhưng lại muốn mạnh mẽ tiềm tu để nâng cao một tầng công pháp nên mới có bệnh trạng này. Nam tử cười lạnh một tiếng sau đó lười biếng nói: Vị cao nhân này chưa tận mắt nhìn nhưng chỉ thuận miệng mà chuẩn xác phán đoán ra ngọn nguồn bệnh trạng. Điều này khiến trung niên tu sĩ hiện ra vẻ mặt vui mừng. Tiền bối thật sự là ánh mắt như đuốc, tệ sư huynh thật là bởi vì nóng lòng tu luyện mới đưa đến kiếp nạn này, không biết tiền bối có bí pháp gì có thể cứu chữa. Trung niên tu sĩ đầu tiên là khen tặng đối phương một câu, sau đó mới cực kỳ quan tâm hỏi, xem ra hắn cùng vị sư huynh này tựa hồ có quan hệ không tệ chút nào. Điểm bệnh ấy tự nhiên không tính là gì, nhưng vì sao ta phải nói cho các ngươi? Chẳng lẽ các ngươi tưởng rằng ta sẽ vô duyên vô cớ ra tay cứu giúp sao? Nam tử dường như nhìn ra tâm tư đối phương, không chút khách khí châm chọc nói. Vừa nghe lời này, trung niên tu sĩ đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo trên mặt chỗ đỏ chỗ trắng, môi giật giật nhưng lại không phát ra từ nào khỏi miệng. Thiếu nữ áo vàng nghe thấy một tia hy vọng, trên gương mặt nàng hiện lên một tầng đỏ ửng, cắn răng một cái sau đó, dập một tiếng, quỳ rạp xuống trước tầng ánh sáng. Sau đó cô gái mềm mại này với vẻ mặt dứt khoát nói, vãn bối công tôn hạnh thề, chỉ cần tiền bối có thể chữa trị tốt cho gia phụ, tiểu nữ nguyện ý trở thành nô tì cho tiền bối, tuyệt đối không hài lòng. Nếu tiền bối vẫn còn lo lắng, vậy thì vãn bối có thể tùy ý tiền bối, người có thể hạ cấm chế, sau đó mới đi cứu trị cho gia phụ. Nói xong những lời này, cô gái cúi người hướng về phía màn sáng, vái ba cái sau đó thẳng tắp quỳ ở đó không nhúc nhích, nét mặt vô cùng quả quyết. Đừng xem thiếu nữ áo vàng tuổi nhỏ, nhưng nàng lại có tính cách thật sự cứng cỏi. Nhà đầu ngốc, ngươi đang làm chuyện ngu xuẩn gì vậy? Tiền bối có thân phận ra sao, như thế nào có thể coi trọng một nha đầu xấu xí như ngươi? Trung niên tu sĩ thấy tình cảnh này, không khỏi kinh sợ nói. Mấy nam nữ kia chợt tỉnh ngộ, cũng đều lại đây dùng lời lẽ khuyên ngăn, nhưng thiếu nữ áo vàng không thèm để ý vẫn quỳ như trước, bộ dạng nếu đối phương không đáp ứng thì quyết không chịu đứng lên. Sư thúc các người đừng nói, ta trời sinh chính là người không bình thường, mẫu thân khó khăn mới sinh ra ta, gia phụ lại bởi vì muốn dịch kinh tẩy tùy cho ta mà mạnh mẽ tu luyện tầng thứ 6 của thanh linh huyền công, vì thế mới rơi vào cảnh cả ngày nằm ở trên giường. Hôm nay chính là lúc ta phải báo hiếu, thật sự nếu có thể trị hết bệnh cho gia phụ, ta nguyện ý hầu hạ cho vị tiền bối này. Tuyệt đối không nói một câu oán hận. Sắc mặt cô gái tái nhợt lắc đầu, thanh âm bình tĩnh nói, nha đầu, chẳng lẽ là ngươi đang ép ta? Ta nếu không ra tay thì chẳng lẽ ngươi vĩnh viễn quỳ ở đây sao? Nam tử cười lạnh một tiếng, thanh âm bỗng phát lạnh, không dám, vãn bối tuyệt không có bất cứ ý ép buộc nào. Tiền bối mới vừa rồi ra tay cứu ta một mạng, công tôn hạnh đã cảm kích vô cùng, nhưng gia phụ nằm trên giường không dậy nổi, cũng đã tìm nhiều đồng đạo tiền bối đến cứu chữa nhưng lại không có người nào có thành công. Hôm nay Hạnh Nhi nghe thấy khẩu khí của tiền bối dường như cứu chữa bệnh này chỉ là công phu nhấc tay, cho nên vãn bối mới khổ khổ mà cầu xin như vậy. Vãn bối không có ý khác, chỉ hy vọng tiền bối có thể thành toàn một phen hiếu tâm của vãn bối. Nói xong những lời này, thiếu nữ đã gần khóc, nghẹn ngào lại cúi người xuống đập đầu một cái. Bên kia màn sáng vẫn yên tĩnh không chút tiếng động, phù một tiếng, một cự viên xuất hiện bên kia màn sáng. Tiếp theo đi vài bước tới trước mặt thiếu nữ đang quỳ trên mặt đất mới dừng bước lại. Đám người trung niên tu sĩ đều khẽ biến, mang theo một tia lo lắng nhìn chằm chằm con khôi lỗi này. Thiếu nữ áo vàng thì mở to đôi mắt ửng đỏ chứa vẻ mờ mịt nhìn về phía cự viên. Ta không quản ngươi nói giả dối hay là đáng thương, nhưng ta cũng không làm chuyện mà không có lợi, ta xem ngươi vẫn là xử nữ. Vừa lúc tại hạ cũng tu luyện đến bình cảnh, có lẽ mượn lực xong tu có thể lại có đột phá. Nếu ngươi nguyện ý, ta sẽ cho ngươi 3 viên chính nguyên đan trong tiểu bình này, cái đó cũng đủ để cứu chữa bệnh tình của phụ thân ngươi, nhưng chỉ là cho đám đồng môn của ngươi đem về, còn ngươi phải tiến vào trong trận pháp. Tại hạ vẫn thường không ép buộc người khác, cũng không lấy lớn khi nhỏ, nếu không muốn, hiện tại các ngươi có thể rời đi,
coi như chưa từng gặp mặt lão phu. Lời nói lạnh như băng của nam tử truyền đến, thật sự không có chút tình cảm nào. Mà lúc này bàn tay cự viên khôi lỗi xòe ra, lộ một chiếc bình ngọc nhỏ màu trắng đưa đến trước mặt thiếu nữ đang quỳ kia. Thiếu nữ vừa nghe nói thế không khỏi giật mình. Nàng mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng cũng biết hàm nghĩa của song tu cùng lô đình là gì. Khuôn mặt xinh xắn vốn đang tái nhợt không khỏi hiện ra màu đỏ ửng đến mê người. Thế nhưng nàng không hề chần chừ mà lập tức đáp ứng, được, chỉ cần thật sự có thể làm cho gia phụ hồi phục như lúc ban đầu, vãn bối tự nguyện làm lô đình cho tiền bối. Nói xong lời này, thiếu nữ đưa tay cầm lấy bình ngọc, sau đó chậm rãi đứng lên. Hạnh nhi, sao ngươi có thể làm như thế? Ta trở về biết nói thế nào với sư huynh đây. Trung niên tu sĩ vừa nghe thiếu nữ nói thế, như bị dọa giật mình vội vàng lớn tiếng quát thiếu nữ dừng lại. Bốn nam nữ khác khi nghe thấy cũng biến sắc, đều lên tiếng khuyên can. Sư thúc, ngươi xem thử những đan dược trong bình này liệu có hữu dụng với gia phụ hay không. Thiếu nữ không đáp ứng khuyên nhủ của trung niên mà lại ném bình ngọc cho đối phương, thần sắc bình tĩnh dò hỏi. Ngươi, ai? Trung niên tu sĩ tiếp nhận bình ngọc, nhìn khuôn mặt xinh xắn không chút thay đổi của thiếu nữ, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, biết khó có thể khiến đối phương thay đổi, chỉ có thể với sắc mặt âm trầm mà mở bình ngọc lấy ra một viên đan dược màu lam. Một mùi thơm đặc biệt nhất thời tràn ngập ra, tất cả người thấy mùi thơm ngát này đều khiến tinh thần họ rung động, cảm thấy thể xác và tinh thần đều cực kỳ sảng khoái. Đây là đan dược được luyện chế từ yêu đan. Trung niên nhân người thấy mùi thơm mát nọ cũng kinh nghi, tiếp tục đưa đan dược đến gần mũi người ngửi rồi mới giật mình vui mừng hô, dùng yêu đan để luyện chế sao? Chính nguyên đan này thật sự có thể chữa trị bệnh tình của gia phụ sao? Hiếu nữ có vẻ quyết tâm dị thường, chỉ bình tĩnh hỏi một tiếng. Ta mặc dù không biết cụ thể đan dược này có công hiệu là gì, nhưng nó tuyệt đối là vật cực kỳ chân quý, chắc chắn không phải giả. Sắc mặt trung niên tu sĩ phức tạp nhưng sau một lúc chần chờ thì vẫn nói ra một câu, đa tạ sư thúc cho biết. Như vậy hạnh nhi yên tâm rồi, còn muốn làm phiền sư thúc đem đan dược này về, nhân tiện nói cho gia phụ, hãy coi như cuộc đời này chưa từng có loại nữ nhi bất hiếu này. Thiếu nữ thở dài một hơi, sau đó mắt đỏ lên, quay người không nhìn lại phía sau mà chạy thẳng vào trong màn sáng. Trung niên tu sĩ thấy vậy, thần sắc biến đổi mấy lần, há mồm vài lần nhưng rồi lại không thể nói ra, ngược lại bình ngọc trong tay được nắm chặt lại. Lúc này cự viên khôi lỗi cũng theo sau quay trở lại màn sáng, nguyên màn sáng vừa được hé ra nay chậm rãi khép lại. Sư thúc, thật sự để công tôn sư muội trở thành lô đình cho người khác sao? Thanh niên tráng kiện với vẻ mặt lo âu, rốt cục không nhịn được lớn tiếng nói. Hai thiếu nữ còn lại thần sắc cũng không tốt, các ngươi chẳng lẽ không nhìn ra, sư muội các ngươi đã quyết tâm rồi, căn bản chúng ta không thể ngăn cản. Huống hồ đan dược của vị tiền bối này thật sự có khả năng trị hết bệnh cho trưởng môn, vì nghĩ cho thanh linh môn ngày sau, ta cũng không có cách ngăn trở. Trung niên tu sĩ thần sắc buồn bã, thấp giọng mà nói, nhưng cũng không thể để sư muội làm lô đình, như vậy không phải sẽ hủy cuộc đời của sư muội sao? Trên mặt thanh niên đã ửng đỏ, vẫn không chịu buông tha mà nói, Lý sư điệt, ta biết ngươi cùng hạnh nhi từ nhỏ cùng lớn lên, thân như huynh muội, nhưng bây giờ đã không có cách nào thay đổi nữa rồi. Quái miệng trung niên tu sĩ giật giật, vẻ mặt mâu thuẫn với lời nói. Sư thúc, công tôn sư muội bị truyền đi rồi. Nữ tử áo lam đột nhiên hét lên một tiếng kinh hãi. Trung niên tu sĩ cùng thanh niên tráng kiện vừa nghe nói thế cũng vội vàng nhìn lại, chỉ thấy phía trong màn ánh sáng chợt sáng lóe lên, thân hình thiếu nữ đang trong đó dần dần trở nên mơ hồ không thấy rõ nữa. Một lát sau ánh sáng nhòa đi rồi biến mất, không thấy bóng dáng thiếu nữ đâu nữa, chỉ thấy vài chớp lá rơi cô đơn lạc lõng. Thanh niên tráng kiện vừa thấy vậy nhất thời giống như bong bóng bị thùng, hai tay ôm đầu mà ngồi chồm hổm trên mặt đất, ngẩn ra không nói một lời nào. Mà trung niên tu sĩ thì không nói gì, nắm lấy vai thanh niên an ủi một chút. Sau nửa canh giờ, mấy người mới rời khỏi đảo nhỏ, bay khỏi màn vụ hải này. Thiếu nữ áo vàng bị màn sáng mờ bao vây, sau đó một trận đầu váng mắt hoa rồi bị cấm chế truyền tống đi. Chờ nàng hồi phục như lúc bình thường, bản thân đã đứng cạnh một tiểu sơn cốc xa lạ, hai sườn đều áp vào núi đá, phía trước còn lại là một cửa đá màu xanh cao chừng mấy trượng. Thiếu nữ nhìn quanh mọi nơi một lần, tâm lý chần chừ một lúc, thật sự không biết nên làm thế nào cho phải thì hào quang chợt lóe. Lúc này cự viên khôi lỗi mới xuất hiện phía sau. Cự viên căn bản không để ý tới thiếu nữ mà bước đi về hướng thạch môn, hai tay mạnh mẽ đẩy ra, tảng đá ở đại môn dễ dàng được mở hướng vào bên trong. Người gọi là công tôn hạnh đúng không? Hãy đi cùng khôi lỗi này tiến vào động phủ, đợi hai ngày, sau khi ta bế quan xong sẽ ra. Thanh âm nam tử xuất hiện rồi lại thần bí biến mất. Thiếu nữ áo vàng lúc này mới cắn đôi môi đỏ mọng mà tiến vào sau cửa đá, đi theo cự viên khôi lỗi, quẹo trái rẽ phải. Trong chốc lát, thiếu nữ đã đi đến một gian thạch thất rộng mấy trượng. Gian thạch thất này có một chiếc giường không biết được làm từ vật liệu gì, một chiếc bàn đá, hai chiếc ghế đá, ngoài ra chẳng còn gì nữa. Cự viên dẫn đến đó rồi rời khỏi phòng, để lại thiếu nữ không biết phải làm thế nào, kinh ngạc đứng đợi tại đó. Thiếu nữ đánh giá hết thảy mọi thứ trong phòng, nhân tiện nhìn về bên ngoài phòng, thạch môn cũng không đóng, dường như có thể tự do ra vào. Nhưng thiếu nữ sau khi suy ngẫm lại thì vẫn chậm rãi ngồi trên mép giường, bắt đầu chống tay vào cằm ngẩn ngơ suy nghĩ.
Mặc dù nàng đã sớm chuẩn bị, nhưng sau khi nghĩ đến việc sau này song tu và những lời đồn về cuộc sống của Lô Đình khiến tâm lý nàng tự nhiên thấy sợ hãi. Huống hồ bây giờ nàng lẻ loi một thân một mình ở nơi xa lạ này càng khiến nàng có cảm giác kinh sợ. Sau một canh giờ, thiếu nữ ngừng suy nghĩ miên man, nhìn sang thông đạo phía ngoài phòng, nỗi do dự bắt đầu nổi lên. Một lát sau, nàng đứng dậy rồi lặng lẽ ra khỏi phòng, ra khỏi thạch thất, dọc theo con đường nhỏ. Sau khi đi một lúc, nàng thấy một đại sảnh giống như thính đường có rất nhiều cửa, một trong số đó chính là thông đạo mà nàng đã tiến vào. Nhưng làm cho thiếu nữ lưu ý là tại bên cạnh các cửa đều có một cử viên đứng thẳng tắp, chúng không nhúc nhích, giống như vật chết vậy. Nữ nhân nhướng lông mi dài của mình, nhân tiện thử đi tới một cánh cửa để thăm dò. Nhưng không chờ nàng đến gần nơi này, cử viên bên cạnh thân hình vô thanh vô tức chợt lóe, mặt không chút thay đổi ngăn trở đường đi. Thiếu nữ có chút sợ hãi lui từng bước về phía sau, còn cử viên lại lạnh lùng mà quay về chỗ cũ. Đôi mắt đen láy của thiếu nữ chuyển động, lần nữa tiến lên thử dò xét, Hồi Lỗi cũng tiến lại ngăn cản như trước. Công Tôn Hạnh giờ phút này đã rõ ràng, phía trước không phải là nơi nàng có thể tiến đến, vì vậy nàng mới chuyển sang cánh cửa khác mà đi. Lúc này đây, cự viên bên cạnh không hề nhúc nhích, điều này khiến trong lòng thiếu nữ được thả lòng, trực tiếp đi qua cửa. Sau khi đi qua một hoa viên nhỏ, nàng tới trước một thạch môn đang đóng chặt. Thiếu nữ vài bước đi tới trước cửa, tò mò dùng tay đẩy, thạch môn dễ dàng bị đẩy ra. Hạnh Nhi dùng ánh mắt trong suốt lướt qua trong phòng, bên trong rất sạch sẽ, một loạt ngọc giản đủ màu sắc được xếp trong thạch đài, bên cạnh còn có một cái ghế đá, vài bồn cây cỏ xanh biếc, có vẻ u tĩnh dị thường. Thiếu nữ sờ sờ chiếc miệng nhỏ đáng yêu của mình, không có suy nghĩ nhiều mà đi vào, sau đó đi tới bãi đá, tùy ý cầm lên một khối ngọc giản màu đỏ, thâm nhập thần thức vào trong đó. Đây là một chương giới thiệu về tri thức trận pháp, thiếu nữ trong lòng cũng không có hứng thú, chỉ một lát đã rút thần thức khỏi nó rồi đem lên ngọc giản lại chỗ cũ. Sau đó lại cầm một ngọc giản màu trắng, lần nữa dùng thần thức xem xét, lúc này lại là một điển tịch giới thiệu về đạo luyện khí, thiếu nữ tự nhiên cũng không có ý định nhìn kỹ, tiếp tục thu hồi thần thức lại. Có điều, hai lần đọc ngọc giản mà nội dung cũng không giống với nhau, cho nên khiến thiếu nữ không khỏi tò mò, lại liên tiếp cầm lấy 3-4 cái khác nhất nhất xem thử. Ngọc giản phía trước phân biệt giới thiệu yêu thú cùng cách điều chế đan dược nào đó, thiếu nữ bỏ qua rất nhanh, nhưng khi thần thức chứng kiến nội dung bên trong một ngọc giản thì người nàng không khỏi giật nảy. Bên trong đúng là một thứ gọi là công pháp tu luyện kim chân công. Nàng tò mò nên đã xâm nhập xem trong chốc lát, sau lập tức bị nội dung bên trong hấp dẫn, tay cầm ngọc giản xem sau gần nửa canh giờ mới kinh ngạc mà rút thần thức rời khỏi, vẻ mặt run rẩy. Kim chân công này đúng là một đỉnh cấp công pháp của cả môn phái, nhưng khẩu quyết công pháp này lại có thể tùy ý vứt trên thạch bàn mà không có bất kỳ cấm chế gì để bảo hộ. Thiếu nữ mặc dù biết giá trị của công pháp này, nhưng sau khi chần chừ trong chốc lát, nàng vẫn lưu luyến để ngọc giản lại chỗ cũ, chỉ là cảm thấy hứng thú nên tiếp tục xem xét. Chừng nửa ngày sau, thiếu nữ đã xem hết tất cả ngọc giản trên thạch bàn qua một lượt, bên trong phần lớn đều là dính dáng đến đan dược, trận pháp, các loại điển tịch tu tiên, chỉ có số ít còn lại là một ít pháp quyết tu luyện, nhưng không cái nào mà không phải là đỉnh cấp cả. Trong đó có một môn gọi là Triển Ngọc Quyết, công pháp này khiến nữ nhân không khỏi động tâm. Thanh Linh môn tại Loạn Tinh Hải chỉ là một môn phái rất nhỏ, chỉ chủ yếu tu luyện công pháp trung cấp mà thôi. Thanh Linh công cũng là một loại công pháp dạng hơi khá chút mà thôi. Uy lực căn bản không thể so sánh nổi với Triển Ngọc Quyết này. Thiếu nữ xem hết ngọc giản này, lại ngẩn người trong phòng một lát, sau đó mới nhớ tới còn có các nơi khác chưa xem qua. Vì vậy, sau khi tính toán một chút, nàng mới rời khỏi nhà đá, một lần nữa trở lại đại sảnh. 3 cửa phòng khác cũng đều có cự viên thủ vệ bên ngoài, nhưng vẫn có một lối có thể cho nàng đi vào. Kết quả thiếu nữ đã đi vào cửa này, đi tới trước một gian đại sảnh bằng đá. Lần này thiếu nữ vừa tiến vào cửa sảnh liền lập tức kinh ngạc đến ngây người, thân thể đứng tại chỗ hồi lâu mới di chuyển một chút. Tại trước mặt nàng chính là một đại sảnh chừng 20 trượng, giữa sảnh đường có một pháp trận có đường kính chừng 10 trượng, từ trong pháp trận phun ra một tầng hào quang màu hồng trong suốt, liên tục biến ảo, có vẻ cực kỳ lộng lẫy. Ở trong màn hào quang này có mười mấy đồ vật khác nhau, có tiểu kiếm, giáo ngắn. Đồ vật ở bên trong không ngừng lập lòe, hơn nữa thậm chí còn nghe rõ ràng âm thanh vi vút xé gió, chạm vào nhau như truy đuổi, mỗi cái đều cực kỳ thông linh. Ở ngoài màn hào quang, vách tường bốn phía có đặt mấy tầng giá gỗ. Mỗi một tầng cũng đạt rất nhiều pháp khí hình dáng không giống nhau. Cho dù những pháp khí này không có linh tính 10 phần như pháp khí trong màn hào quang, nhưng mỗi cái đều lập lòe sáng, linh khí hiện ra trên bề mặt. Thiếu nữ trước kia chưa từng gặp qua, nhưng cũng biết trong màn hào quang những đồ vật có linh tính như thế cũng chỉ có pháp bảo trong truyền thuyết mà thôi. Đáng thương cho thiếu nữ mặc dù đã thích pháp bảo lâu lắm rồi, nhưng trước mắt một lúc lại xuất hiện nhiều như thế, ngược lại làm cho nàng thật sự có chút khó tin. Một đôi mắt to đen tràn đầy vẻ kinh ngạc. Một hồi lâu sau, thiếu nữ mới hồi phục trạng thái bình thường, dùng ánh mắt cổ quái nhìn vào bên trong màn hào quang vài lần, chần chừ đi đến một giá gỗ.
tùy ý từ trên giá gỗ cầm lấy một pháp khí thiết thước màu đen thoáng xem xét vài lần, liền phát hiện vật được đặt một cách rất tùy tiện như vậy mà cũng đã là một kiện thượng phẩm pháp khí. Nhưng có lẽ lúc trước đã kinh hãi quá nhiều rồi, nên lúc này thiếu nữ cũng không lộ ra vẻ mặt rất kinh ngạc nữa. Tiếp theo nàng nhất nhất xem qua một lần, trên giá gỗ ngoại trừ thượng phẩm pháp khí thì cũng đều là đỉnh cấp pháp khí, căn bản không có các loại pháp khí cấp thấp tồn tại. Nếu trước đây thiếu nữ chỉ cần lấy được một trong số các kiện pháp khí ở đây thì đã nhảy nhót vui mừng không thôi. Nhưng hôm nay nhìn trong phòng chứa nhiều pháp bảo cùng gần trăm pháp khí, thiếu nữ lại nhớ tới chính mình thân là Lô Đình, thần sắc không khỏi buồn bã rời khỏi phòng. Hai ngày sau, thiếu nữ ở trong thạch thất chứa ngọc giản, ngồi ở chiếc đôn đá, tay cầm một khối ngọc giản, đang dùng thần thức nghiên cứu, vẻ mặt chăm chú, dường như hoàn toàn bị thứ bên trong ngọc giản hấp dẫn. Triền ngọc quyết này đích xác thích hợp cho nữ tử tu luyện. Mặc dù ta lấy được từ một trên người gã nam tử một thanh âm nam tử ôn hòa đột nhiên từ cửa truyền đến. Thiếu nữ nghe vậy, thân thể chợt run nhẹ, tiếp theo thu thần thức lại, nhanh chóng đứng dậy rồi nhìn về phía sau, chỉ thấy một vị thanh niên mặc lam bào, tướng mạo bình thường đang đứng ở ngoài cửa cười nhìn vào. Người là tiền bối nọ, Công Tôn Hạnh do dự đứng lên. Mặc dù thanh âm có chút tương tự, nhưng thanh niên trước mắt với thần sắc rất bình thản, tuổi thật sự còn rất trẻ, so với trong tưởng tượng của nàng thật sự chẳng giống chút nào. Với kinh nghiệm khiếp sợ lúc trước, thiếu nữ tự nhiên tưởng tượng vị này là tiền bối, một vị lão già với bộ dáng thần thông quảng đại, đạo pháp thông huyền. Thậm chí nàng còn có chút bất an, sợ vị này hỉ nộ vô thường, tính tình quái dị. Thì sao, ta không giống sao chứ? Vị thanh niên nam tử này tự nhiên là Hàn Lập tiện thể vừa xuất quan đi vào thạch thất. Tiền bối, công pháp này ta. Không biết vì sao, thiếu nữ vừa nghe Hàn Lập thật sự là vị cao nhân phát ra thanh âm kia, trong lòng nhẹ thở dài một hơi. Nhưng lại lắp bắp muốn nghĩ cách giải thích chuyện trước mắt này. Không việc gì, ta không cấm ngươi tiến vào nơi này, ta nhân tiện cho phép ngươi tùy tiện chọn lựa công pháp, Hàn Lập ôn hòa nói. Vậy thì xin đa tạ tiền bối. Thiếu nữ vừa nghe lời này, không che giấu cao hứng trong lòng, lộ ra vẻ vui mừng hớn hở. Nhìn bộ dáng vui mừng nhảy nhót của thiếu nữ, trong mắt Hàn Lập hiện lên một tia lơ đãng mà dịu dàng. Ta cũng lâu rồi không ra ngoài, không biết Công Tôn cô nương có biết ở vùng hải vực này có nơi nào có thể mua bán, trao đổi vật phẩm được không? Hàn Lập mỉm cười, sau đó tùy ý hỏi thăm. Nói về mua bán đồ vật thì cách nửa tháng lộ trình về hướng nam có một tiểu hoang đảo, ở nơi này có một phường thị, tu sĩ phụ cận đều tới đó trao đổi đồ vật, nghe nói là do mấy vị kết đan kỳ tiền bối liên thủ thành lập, coi như cũng được an toàn. Tiền bối có muốn bản đồ hải vực không? Thiếu nữ nhớ tới cái gì đó, thu nụ cười lại, lén nhìn Hàn Lập một cái, sau đó cúi đầu nhỏ giọng nói, ta thật sự muốn đến đó, có hải đồ tự nhiên là rất tốt. Hàn Lập không khách khí, thoải mái nói. Thiếu nữ vừa nghe lời này, tay chân một trận luống cuống, rốt cục lấy từ túi trữ vật ra một khối ngọc giản, trên mặt ửng đỏ mà đưa cho Hàn Lập. Hàn Lập cười khẽ, đồng thời tiếp nhận ngọc giản, nhìn vẻ mặt non nớt đang đỏ hồng của thiếu nữ, trên nét mặt cũng hiện lên vẻ khác thường, bỗng nhiên vươn một bàn tay, vuốt lên mái tóc mềm mại của thiếu nữ. Thân thể Công Tôn Hạnh khẽ run lên, tâm lý có chút sợ hãi, nhưng cũng không có trốn tránh, chỉ là theo bản năng mà rụt chiếc cổ trắng nõn lại một chút. Lúc này, bên tai lại truyền đến thanh âm ôn nhu của Hàn Lập, không cần sợ hãi. Buổi tối đến phòng ngủ của ta, đừng quên. Hàn Lập nói xong thế, không tiếp tục chần chờ, rời khỏi thạch thất. Mà Công Tôn Hạnh vừa nghe ngôn ngữ ám muội này thì chống ngực đập không thôi, trên mặt ửng đỏ, lộ ra bộ dáng đáng yêu vô cùng. Đến buổi tối, thiếu nữ tâm tình phức tạp đi tới bên ngoài phòng Hàn Lập, khẽ cắn môi đỏ mọng rồi đẩy cửa đá. Nhưng tình cảnh bên trong lại khiến nàng cảm thấy ngoài ý nghĩ. Bên trong trống trơn, cũng không hề có một bóng người, chỉ có trên bàn đá đặt một chiếc khăn lụa. Công Tôn Hạnh chần chừ một chút, nghi hoặc đi về phía trước, cúi đầu nhìn kỹ. Lòng hiếu của ngươi rất đáng quý, động phủ này ta tặng cho ngươi, không nên dễ dàng trêu chọc người khác để tránh mang tới họa sát thân, ngươi tự thu xếp đi. Chỉ những từ ngắn ngủn không đầu không đuôi nhưng lại làm cho thiếu nữ hoàn toàn giật mình, trong lòng lưu lại một trận mờ mịt cùng cảm giác nói không nên lời. Lúc này Hàn Lập sớm đã rời xa hòn đảo nhỏ ngàn dặm, đang hóa thành một đạo cầu vồng phi độn trên trời cao. Nghĩ đến thì nha đầu hẳn là vẫn đang mờ mịt. Cho dù người nào đó vô duyên vô cớ gặp phải tình huống như vậy cũng phải ngạc nhiên hồi lâu trong độn quang, Hàn Lập với vẻ mặt cười thoải mái thầm nghĩ. Khi hắn rời khỏi vũ hải, thì trong động phủ ngoài lưu lại ngọc giản triền ngọc quyết cùng với số lượng lớn pháp khí không cần thiết ra, hắn còn cố ý lưu lại vài bình đan dược cùng hai kiện pháp bảo trước kia đoạt được cho thiếu nữ. Mấy thứ này sẽ khiến thiếu nữ trên con đường tu hành sau này giảm được không ít đường vòng. Có thể làm cho một kẻ như Hàn Lập lại hào phóng như vậy thật sự không phải do hắn đột nhiên thương hoa tiếc ngọc, mà là thiếu nữ hạnh nhi này có thể xả thân cứu cha, đó thật sự đã khiến Hàn Lập có vài phần kính trọng. Nếu thật sự nói Hàn Lập bước trên con đường tu tiên tiếc cái gì nhất thì đó chắc chắn là chuyện không thể phụng dưỡng cha mẹ. Mặc dù trước khi rời khỏi quê quán, hắn đã âm thầm an bài hết thảy mọi chuyện trong nhà, nhưng như vậy cũng không thể bỏ được sự mất mát cực lớn trong lòng hắn.
Hơn nữa thấy thân ảnh non nớt của thiếu nữ càng làm cho Hàn Lập phảng phất nhìn lại được bóng dáng tiểu muội trước khi xuất giá. Hắn lúc đó mới cố ý lấy Lô Đình nói đùa lưu lại thiếu nữ này, muốn dành cho nàng một ít chỗ tốt. Đương nhiên pháp khí cùng pháp bảo lưu lại cho nữ nhân này thì cũng chỉ là những thứ chẳng có chút hữu dụng nào đối với bản thân Hàn Lập. Nếu mang trên người thì thật sự chỉ vô dụng, tốt hơn hết là nhân cơ hội mà tặng cho thiếu nữ này, trợ giúp cho nàng có thể tu luyện xa hơn trên con đường tu hành một chút mà thôi. Nữ nhân này về linh căn cũng thực sự không tính là rất tốt. Về phần động phủ ở trên hòn đảo này, Hàn Lập cũng chẳng phải vì mấy người này đến mà đã quyết định sớm từ trước, đợi khi bế quan xong hắn cũng sẽ lập tức rời khỏi. Nếu không, Hàn Lập cũng sẽ không để cho đám trung niên tu sĩ dễ dàng rời đi như vậy. Sau khi Hàn Lập tiến vào kết đan trung kỳ, hắn còn tiếp tục ở bên trong mật thất bế quan hơn 20 năm mới xuất quan. Trong lúc đó hắn cũng không ăn hết tất cả dược vật, vẫn còn giữ lại một bộ phận nhỏ ở trong túi trữ vật. Đây cũng không phải là hắn không chịu nổi tịch mịch, không chờ đan dược toàn bộ luyện hóa đã nóng lòng muốn đi, mà là tại lúc tu luyện đến gần kết đan hậu kỳ, rốt cục gặp phải bình cảnh trong tu hành. Không đột phá được bình cảnh này thì cho dù tiếp tục dùng nhiều linh đan thì tu vi cũng khó có thể tiến thêm. Mà phương pháp đột phá chứng ngại thì phải xem cơ duyên tạo hóa cùng đặc điểm của công pháp mới được, trên cơ bản không có quy luật nào. Bất quá các tu sĩ trước đây gặp phải giai đoạn này, có khi đang đả tọa luyện khí thì tự đột phá, có khi đang du lãm sơn thủy cũng có cảm giác đột phá, còn có trường hợp đang tranh đấu sanh tử lại đột phá ngoài ý muốn. Thế nên, Hàn Lập tự nhiên không muốn tốn nhiều thời gian vào việc bế quan, chuẩn bị ra đi tìm bạn yêu thảo trong lời đồn đại kia, cũng xem liệu trong lúc xuất ngoại có thể gặp cơ duyên xảo hợp để đột phá bình cảnh hay không. Bởi vì không biết phải cần thời gian bao lâu mới có thể có được thu hoạch, cho nên Hàn Lập tự nhiên không dám để Cửu Khúc Linh Sâm ở lại phù trong thời gian dài. Bởi vậy nên hắn cũng định bỏ hòn đảo nhỏ trong vụ hải này. Về phần Cửu Khúc Linh Sâm, cách mỗi một đoạn thời gian phải dùng thổ thạch khí điều dưỡng. Cái này kỳ thực lúc trước khi tu vi Hàn Lập chưa tiến vào kết đan trung kỳ thì có chút phiền phức. Nhưng bây giờ sau khi tiến vào kết đan trung kỳ thì đây chẳng còn là thứ khiến hắn buồn phiền nữa. Hàn Lập đã có năng lực lấy tinh khí từ trong thổ thạch rồi rót vào bên trong bản thể của Linh Sâm, cam đoan nó vẫn bình yên vô sự. Phương hướng phi hành lúc này của Hàn Lập đúng là hướng phường thị mà cô gái đã nói. Cũng chỉ có tại nơi tu sĩ thường xuyên lui tới như thế mới khiến Hàn Lập có cơ hội biết được tin tức của yêu thú cấp 8. Đến lúc đó sẽ nghĩ biện pháp nào để tìm được bạn yêu thảo. Về phần từ trong phường thị có thể trực tiếp mua được linh thảo đang cần, căn bản Hàn Lập chưa từng nghĩ là sẽ có chuyện tốt chờ đợi sẵn như vậy. Hàn Lập độn quang với tốc độ cực nhanh. Mặc dù cô gái nói đến phường thị trên hòn đảo nhỏ đó phải mất lộ trình nửa tháng, nhưng dưới toàn lực di chuyển của hắn thì chắc cũng chỉ mất có mấy ngày mà thôi. Hai ngày sau, khi Hàn Lập đang toàn lực phi hành trên biển, xa xa đột nhiên phóng ra một đạo hồng quang, phía sau còn có mấy đoàn khí xám trắng điên cuồng đuổi theo. Hàn Lập thấy tình hình này, hai hàng lông mày vẫn lờ đãng nhíu lại. Theo sau tâm niệm hắn vừa động, trong miệng một đợt chú ngữ trầm thấp không nghe rõ xé gió truyền ra. Tiếp theo trên người truyền đến những tiếng nổ nhỏ, thanh âm dồn dập mà dày đặc. Đồng thời một đoàn thanh quang di động trên khuôn mặt. Một lát sau, thân hình Hàn Lập bỗng nhiên rút đi khoảng một thốn. Khi thanh quang tản ra, hé lộ một khuôn mặt màu vàng lạ lẫm. Đây đúng là một trong các bí thuật của Huyền Âm Kinh mà Hàn Lập tận lực tu luyện khi đang bế quan, hoán hình quyết. Bí thuật này chẳng những có thể tùy ý kéo dài, rút ngắn các bộ phận của thân thể, hơn nữa còn có thể khống chế nới lỏng cơ thể, trong nháy mắt thay đổi da thịt nhan sắc, tuyệt đối là đỉnh cao của thuật thay hình đổi dạng. Theo Hàn Lập phòng trừng, loại công pháp này tuyệt đối không dưới vài loại mật thuật dịch dung khác, thế nhưng kể cả đối mặt với thần thức của tu sĩ thì cũng không dễ bị nhìn thấu, cho nên nó mới được xếp vào trong Huyền Âm Kinh. Mật thuật này có khuyết điểm duy nhất chính là một khi thi triển, thì sau đó toàn bộ thân pháp lực nhiều lắm cũng chỉ dùng được 7 thành. Một khi sử dụng vượt qua 7 thành pháp lực khi cùng người tranh đấu, lúc đó hiệu quả của hoán hình quyết sẽ biến mất, làm cho người đó khôi phục hình dáng ban đầu. Có điều Hàn Lập cũng không thèm để ý điểm này, một khi hắn đã quyết định giấu giếm thân phận, thì hơn phân nửa là không muốn triển lộ thực lực chân chính. Hạn chế tu vi đối với hắn thực sự cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Ngay lúc Hàn Lập mới vừa sửa đổi lại khuôn mặt xong, đạo hồng quang nọ cũng phát hiện chỗ của Hàn Lập, giống như bắt được vật cứu mạng, phóng thẳng như điên về bên này. Thấy tình cảnh này, Hàn Lập dứt khoát dừng độn quang lại, khẽ thở dài đứng tại chỗ. Không phải vì phiền toái tìm tới cửa khiến hắn thở dài, mà là Hàn Lập cảm giác được người chạy trối chết kia, mặc kệ vị qua đường này liệu có năng lực cứu hắn hay không, mà ý niệm kiểu trước hết cứ tới kéo hắn cùng xuống nước cái đã, cũng không hề có chút do dự, bay thẳng đến bên này mà đến. Xem bộ dáng tâm tính thật sự không có gì đặc biệt. Về phần vài đoàn khí xám trắng phía sau, rõ ràng là vài yêu thú cấp 3, 4. Điều này làm cho hắn lại nhớ tới lòng hiếu của Công Tôn Hạnh mà cảm động tới mình, đột nhiên lại vừa cảm giác được lòng người thật đúng là cực kỳ phức tạp, thật sự không thể vơ đỗ cả nắm được. Vị đạo hữu này, xin cứu mạng, tại hạ Hoàng Minh Lễ chắc chắn sẽ tạ ơn của đạo hữu. Bên trong độn quang màu đỏ, một vị lão giả khô gầy, ba rơi mắt chuột không chờ bay đến trước người Hàn Lập, vẻ mặt khủng hoảng lớn tiếng cầu cứu. Hắn cũng cơ trí,
Mặc dù còn chưa thấy rõ tu vi của Hàn Lập, nhưng thấy đối phương với bộ dáng trầm ổn như núi Thái Sơn thế kia, nhất thời biết mạng nhỏ có thể được cứu rồi. Hàn Lập thần sắc như thường, mắt thấy lão giả bay đến trước mặt, mới lười biếng khoát tay. Năm đạo kiếm mang màu xanh nhạt rời tay, lập tức ngăn năm yêu thú phía sau lại, quần đấu cùng một chỗ. Lão giả thấy vậy, lúc này mới mừng rỡ thở phào một hơi, cũng thả ra một đạo pháp khí vòng lửa đồng loạt công kích năm yêu thú kia. Hàn Lập nghiêng mắt nhìn lão giả một chút, vị này tu vi đã gần đến cảnh giới kết đan kỳ giả đan, chẳng trách dưới công kích của nhiều yêu thú cấp 3, 4 như vậy mà còn có thể giữ được tính mạng. Sau đó Hàn Lập quay đầu lại chỉ huy vài đạo kiếm khí chậm rãi vây khốn mấy yêu thú. Hắn cũng không vội vàng hạ sát thủ khiến bại lộ tu vi, có điều ngay cả như vậy cũng làm cho tiểu lão đầu ở một bên tinh thần đại chấn hẳn lên, điều khiển kiện pháp khí hỏa thuộc tính hung hăng đánh tới, giống như đánh chó dưới nước vậy. Tiếp tục trong chốc lát, Hàn Lập cảm giác được thời gian đủ rồi, mới huy động thanh nguyên kiếm quang, từng cái chém giết mấy yêu thú này. Đa tạ tiền bối ra tay cứu giúp, tiền bối hình như muốn đi tới Nam Lê Đảo phường thì phía trước sao? Tiểu lão nhi lúc này không cần xem xét tu vi Hàn Lập, cũng biết đối phương khẳng định là tu sĩ kết đan kỳ, bởi vậy cực kỳ cung kính tiến lên thi lễ, cười nói buổi tiếc hắn. Không sai, ta là muốn đi phường thị trao đổi vài thứ. Hàn Lập bất động thanh sắc gật đầu, vậy tiền bối cũng không cần đi đâu, đi cũng là một chuyến tay không mà thôi. Đôi mắt nhỏ của Hoàng Minh Lễ chớp vài chớp, đột nhiên cười khổ mà nói, chuyện gì xảy ra? Hàn Lập thần sắc vừa động, có chút ngoài ý muốn hỏi lại. Mấy ngày trước phường thị Nam Lê Đảo bị một ít yêu thú cấp thấp trong lúc vô ý phát hiện, mặc dù ngay tại chỗ chém giết đại bộ phận yêu thú, nhưng ngày hôm sau một số yêu thú thoát đi đã đưa tới rất nhiều yêu thú cấp 4, 5. Các tu sĩ trong phường thị tổn thương không ít, bất đắc dĩ chia nhau phá vòng vây, tại hạ chính là một thành viên trong đó. Chỉ có điều không nghĩ tới, tại nửa đường lại bất ngờ gặp phải đội ngũ yêu thú này đánh tới trước mặt vị kết đan tu sĩ Hàn Lập này. Tiểu lão nhi cẩn thận giảng giải, theo như lời nói thì thật sự tại hạ đi một chuyến vô ích sao? Hàn Lập nhướng mày, thần sắc âm trầm, cái này tiền bối nếu là thật sự muốn mua bán vật gì, vậy tiểu lão nhi thật ra có thể giới thiệu một chỗ khác, ở đó đồ vật tuyệt đối đều là chân phẩm, chỉ có thể là tu sĩ đã ngoài trúc cơ kỳ mới có thể đi vào, có điều phường thị này cần phải có người quen dẫn tới mới có thể tiến vào, hơn nữa địa điểm của phường thị thường xuyên thay đổi. Tiểu lão nhị bất tài nhưng cũng có tư cách dẫn người tới, tiền bối nếu muốn đi, vãn bối thật sự có thể dẫn đường, coi như báo đáp đại ân cứu mạng của tiền bối. Hoàng Minh Lễ con người lưu truyền, nhất thời miệng lộ ra hàm răng vàng, vẻ mặt thần bí nói, có địa phương như vậy, chẳng lẽ theo lời ngươi thì đó là bí thị sao? Hàn Lập ngẩn ra một lúc, dường như đang nghĩ tới cái gì đó. Tiền bối chê cười, bây giờ phường thị nào có cái gì là phân chia bí thị đâu, không ngừng phải căng thẳng chiến đấu, sau khi bị yêu thú phát hiện, kết quả cũng đều chỉ có một mà thôi. Tiểu lão nhì lộ ra vài phần xấu hổ vội vàng giải thích, thì ra là vậy. Hàn Lập nghe lời này không khỏi buồn cười. Kết thúc tập này ở đây, mọi người đăng ký kênh để xem tập sau nha.